Xin giới thiệu các bạn, mình sẽ quay cảnh tối ngày thứ 6 để chuẩn bị cho ngày mai và ngày 1 tuần chờ của giáo sứ Quân Trạch. Mời các bạn đón xem. Mình chuẩn bị cho ngày mai khai mạc. Và cả đoàn đang tập hát các bạn. Lên chỗ Đức Mẹ kìa. Lên chỗ Đức Mẹ. Okay. Con lên với rồi. Con lên selfie. Hả? Đúng rồi. Đấy. Lên phải chờ ấy rồi nhá. Lên chỗ Đức Mẹ là phải rất khiêm tốn vào nhá. Đứng trước Đức Mẹ trước cơ mà. Rồi đẹp lắm rồi, đẹp dài lắm rồi. Quá đẹp dài. Hiền ơi. Ông oh, Hiền. Hiền. Go!
cao lên thấp gì. Đây con chó này nữa. Đi vào xem mấy bà đang làm gì. Quay video. Hả? Ai rồi đấy con ấy chứ? Con đấy hiền. Con đấy là con đấy là con cừu chứ? Không, con chó đấy à? Con chó mà chán. À. Con cừu. Thưa các bạn, cha đang đi xào mát xung quanh ao hồ. Chú ơi, chú đứng ở chỗ này ạ. Cha đi đang đi dạo mát xung quanh ao hồ các bạn nhé, cùng với thầy. Con cha chào cha. Vâng, cha đi dạo mát xung quanh ao hồ ạ. Vâng, chào thầy ạ. Vâng. Vâng. Đẹp lắm rồi cha. Vừa 50 ngày ạ, cha về được 50 ngày rồi ạ. 50 ngày rồi. Vâng. Hết khả năng với giáo dân. Vâng. Nó mà thấy các ông mệt quá. Có lẽ là ông không được nghỉ thế nào cha nhỉ? Không nghỉ thế nào. Vâng. Nên gạch mua đỏ hết đấy chứ. Vâng. Chơi liệt thì đến ăn đâu. Vâng. Tôi liệt hết, rồi như thế này. Vâng. Mà tôi thấy ở các nơi ấy, họ dùng gì rồi, họ đầm đài ấy. Thì nó quen rồi, như là Nam Vang nó quen lắm này. Vâng. Làm cái kiểu này nó mát để cho trẻ nó chơi. Vâng. Đây người ta đi dạo ở ai thấy phong cảnh cây xanh. Cái ao này mình được cho 8 chú. Thầy ra thầy đang ở đâu với thầy? Đã con ở Đại Dùng Viện Thái Bình ạ. Vâng. Cháu của cha. Vâng vâng. Cháu của cha, cháu thầy Huynh. Gọi thầy Huynh là cuối năm nay phó tế đấy. Vâng. Là cậu. Vâng. Mẹ con ra thiền đấy. Vâng. Vậy là thầy là vào chủng viện là mấy năm rồi thầy? Dạ con đang học lớp bắt đầu sang năm 93. Vâng. 4 năm. Dạ. Năm. Vâng, năm nữa là năm nữa. Nè, tạ ơn Chúa đấy. Vâng. Thầy cho bố chẳng dám làm lễ. Cái tôi lên trên đấy. Vâng. 4 năm rồi xong rồi bạo gan ở châu à? Châu ấy, có gì cao mãi tao còn châu à. Mình được cái là cái vùng mình này là nó bình an ạ. Với lại đồng người thân quen mà cha nhỉ. Phải. Ông đây là tập kèn ở Vĩnh Sơn như này, tập kèn tập hát đây, thầy giáo. Là thầy giáo ạ. Đây con nhìn đây ạ. Vâng, cái là nó tỏa ra hôm nay mới mượt. Tối nào cơn đại tư mở điện vâng. Máy bơm cái là quay. À vâng. Thì thôi thôi. Tưới cỏ đấy. Mà mưa hôm qua nó xanh vậy. À vâng, có tí nước mưa là nó xanh lắm. Đều nó phải đều như vậy đẹp chưa? Mai kia là nó tốt lên chưa? Nhưng mà phải có người cát cơ. Này, này.
có máy cắt mày. Hết tất cả các gốc rồi, mua thừa mà mua 30 mét. Mua cho mảng hay là 300 mua hạt? Mét. Mua mảng em mua mảng chứ. Về xếp đi đi xong. Nếu như mạ sân ấy thầy. Hết có 4,2 triệu kia chữ đấy, nhẹ rẻ quá. Mà cái thằng Chu nó bảo là cha ông phải mất 20 triệu. Mình thích cái ông Minh này, ông Lùng. Ông người xưa được ông Lùng có 82 mét. Có 12.000 mét. Nó là đáp vào phía ông hiện nay. Nên nó cứ nó bảo giờ cái cha ông làm thế vậy khó quá loại kia này. Mất có 15 nghìn họ chở đất về họ đập cho xong ấy. 15 triệu. Thế mình tức mình làm đi xong tôi bảo xuống làm thôi. Thế là chìa khóa ra khắc cầu phải cha. Vâng ạ. Vâng ạ. Vâng, đang xem cái cảnh đêm này đẹp lắm không ạ? Ừ, nói chuyện với thầy mất mấy phút. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.